Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay là phần thứ 21 bên mấy cái server đầu anh em ạ. Thế là mình lấy con ác clone này ra test nhân phẩm tiếp thôi. Thì làm thì chúng ta chỉ có test nhân phẩm thôi anh em ạ. Sự kiện tuần thứ 21 Hero Chi Viện đây. Rút nhà nhận quà đây, nó trùng lặp với những sự kiện cũ thôi. À, anh em nhìn thấy mình tích ở đây thì 6 game F rồi, tính ra là 18 tuần rồi đấy. 3 tuần một lần. Thì tính ra chỗ này là 18 tuần rồi. Cũng từ lúc đầu game đến giờ mình không chơi, mình chưa mở con nào luôn. Những cái con tướng mà mình đang chơi thì toàn là những con tướng quay ra thôi, chứ chưa mở cái túi đấy. Nhưng mà chịu khó vào lại con ác này nghịch ngợm tiếp. Nâng cấp cho nó lên một chút chứ không nó yếu quá. Hơi chút nhỉ, ui mấy chục cái là có phải đen anh em ơi. Quay hết này được bao nhiêu con S đây, đều rất cần S nha. À, con ác này đang rất cần tướng S luôn. Để S, chuẩn bị S Visa lên 2 sao đỏ. What the hợi, ra luôn từ các S này ghê, gọi là mình quay đỏ thế nhỉ. Quay ra ít cái banner rồng thì không sao. Đó, 12 cái banner rồng này. Đặt bớt tướng lại rồi. Này là khô máu hết mà. Lấy cho bằng được. Full ốp tướng thì thôi. Cái mảnh rồng a à, ngon a à, ngon 10 mảnh rồng luôn. Chuột 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 đỏ lắm, xác định là tháng này của tôi hơi đỏ luôn, đánh đâu thắng đó này. 30 lần rồi, đây là thứ 40 lại được mảnh rồng xịn 15 mảnh rồng rồi, ngon thơm. 15 mảnh rồng mà được mà tốc độ 15 ngày ấy. Phải là treo 15 ngày hoặc là chơi khác mới được 15 mảnh cứ. Làm con rồng nữa cũng được. Ô làm con rồng nữa cũng được. 20 lần nữa. Hoặc là 5 mảnh nữa cũng được. Tạm chấp nhận. Chốt nào, chốt nào, chốt con rồng nào, ngon 20 mảnh rồng này anh em ơi, nó thơm, không ra hẳn một con mà 80 lần nó cũng được 20 mảnh, quay 10 lần nữa rồi, kiện con này đi, quay 10 lần này nữa đi. Ba 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hết. Mình chưa đã nha. Chẳng 30. 30 lần nữa là được mảnh rồng, ví dụ bây giờ ép cái này ra 160 à? 160. Mấy hôm nữa mới đủ. Thế thì phải quay tầm 30 lần nữa anh em ạ. Thôi là quyết tâm khô máu quay hết, quay hết khoảng 200 lần luôn, có khi đủ 200 lần, cứ quay 160 lần trước rồi. Ở đây có 20. Đấy, 20 mảnh rồng nữa để có một con rồng xuyên không hàng ngày.
chứ khi ép con khi ra lên không có dầu xuyên tông hàng ngày hơi mệt, thiếu mạnh trong 5 năm rồi à? Thế nào được 10 lần nữa thôi, tiết kiệm đi 160, 165 trước đã. Đấy, tạm ổn rồi anh em, tạm ổn rồi. 3 năm lần nữa thì chưa đủ đi, chưa chưa. Chịu hồi được 5 ba anh hùng SS luôn. Đùa mà, áp mà hơi đuổi luôn. À không, cứ vào tay mình quay cái gì cũng được. Tướng SS nhiều. 20 con mà là 5 đủ rồi. SS chỗ này gọi dòng thần nên là cũng đủ 10 con luôn. Bây giờ thiếu đá thôi em ạ. Chỗ này 180, 60 đá nữa. Thì là kiếm 60 viên đá đột phá thức tỉnh nữa là ok con dê luôn. Lên 2 sao đỏ. Trong lên 2 1 sao đỏ trong lực chiến có 2 triệu rồi. Em đủ thấy độ phù bắc của cái ác clone nó như thế nào ấy. Cái này nó còn ra cái sự kiện là đi đoàn lên server lâu lâu là lâu rồi cơ mà mình chưa hề chơi ấy. Nó có thể ra 1, cái này là tầm 1,3 ức à, 1,3 ức tiền lên xin mà không có ai trên cho đánh đâu. Đây ấy cũng 1,2 ức này. Xin vào cái con tin vào mình là 1 sao đấy, không có à. Chắc méo này cho chơi mà 1,2 ức ông mới không duyệt rồi đâu. Cái này không có tăng được lực chiến gì không nhỉ. Kẹt ở đây à? Quánh thử xem nào. Trông lên sao đỏ mà trông yếu thế nhỉ? Nhìn ghét. Đột phá thấp mà, đột phá thấp. Đá thức tỉnh chỉ dồn để dồn ép sao cho team thôi nhỉ. Tăng sao lên. Đột phá thấp mà đánh không có sát thương mới.